vì anh chưa thấy cái đội này nên là em mới chia sẻ thôi. Đi nha. Chưa xong bắt anh này, anh lại uống một quán. Vâng, anh không đẹp cho đẹp không? Đéo được. Em uống bao nhiêu? Anh uống bao nhiêu? Đi, mình thích đi đâu đi. Ngoài ốp ăn lên nhà. Ai mà anh ốp em đầu tiên đấy. Anh ốp đầu tiên đấy. Em cũng khỏe mà. Anh đéo. Anh hơn em được 1 tuổi đéo, đéo bao nhiêu? Nhưng ở đây có những địa điểm nào mà đưa anh? Thứ nhất là ở đây bây giờ như này anh em mình say hết rồi. Đấy rồi, đó anh nhận cho anh em ăn. Đặt phòng anh em mình đến nghe nhạc, uống cà phê. Đặt phòng có những xe đá không anh? Gọi em muốn mua hả? Thế quá có những xe đá. Anh Công ơi, à Công ơi gọi cho ông anh em có một cái trà đá. Trà đá à? Thôi bây giờ bắt đầu này. Xin chào anh em, đây là kênh của ông Toàn Sida. Ông Toàn Sida hôm nay uống chén rượu siêu to à? Siêu cay khổng lồ. Khổ trước xương sau thơm mời giờ. Rượu chả cay. Vô trí thế nào bây giờ? Cho rượu đi, cho rượu đi. Thôi, ông Toàn già Sida rồi. Xin chào anh em, đây là Quang Sang Mai. Đây là Tùng Lò Gạch, Hưng Tuần Lộc. Và đây là Trương HDP. Rồi, tôi đang quay là bây giờ cái quay đây, quay đây, cầm đây, cầm đây. Đây, chính chú lụt. Chính bảy chú lụt. Chính là một trong bảy chú lụt trong truyền thuyết. Không, đây, một trong bảy chú lụt đây. Ở với Bạch Tuyết nhưng mà kéo ăn được. Quay máy quay đây. Anh Toàn là anh xót ra bên này xong anh uống xong anh phụt lên. Anh nhổ ra. Ông Toàn Sida như lòn. Anh nhổ ra. Thằng nào nhẹ 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 cái xương ông cá đây. Ông Toàn này. Anh Toàn này. Xót ra cái xương cá này. Xót chén khác. Xót chén khác. Đây là cái nước cá nó vẫn bên này. Đây. Hôm nay là ông Toàn sẽ uống một chén rượu là siêu cay khổng lồ. Xót tay cho môi. Hôm nay ông Toàn uống chén rượu siêu cay khổng lồ. Anh em nhớ chú đi nó xem nhé. Ông Toàn like dùng vai đổ hộp rượu. Không ạ, hôm nay ông Toàn được một súp đi. Ông Toàn này là đi béo lên được 100 cái đít like. Đeo sút sủng. Được. Nào anh em. Anh em vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Hello Toàn Sida. Hello Toàn Sida. Đây, đây là chén rượu siêu cay khổng lồ mà sau khi ông Toàn Sida uống. Đây, sau đó bây giờ đến lượt ông chính mời. Đó đã hết rồi đây, anh em. Đấy. Ông chính mời. Chính bây giờ bắt đầu đấy là chú chính chú lùn. Mời ông Toàn Sida. À không, mình phải gọi ngắn gọn luôn là chú chính lùn. Được. Rượu này rượu tính rượu tình uống vào chỗ đỏ môi mình môi ta rượu này là phải cùng người ta không rượu này là rượu này là phải uống ba rượu này là phải uống ba đúng rồi uống hai là chết mẹ hai thằng uống riêng đấy người thứ ba người ta uống của cái người thứ ba không ít thì nhiều cũng hết do rượu do rượu người thứ ba uống rượu người thứ ba uống rượu không ít thì nhiều cũng phải nâng ly đúng rồi đổ hết rồi. Cứ tàn thì lấy cái gì này. Ông già đâu ăn quẩy, ông già đâu ăn quẩy. Ở đây có vẻ tuy rằng rượu này cầm đi. Nhưng mà ông già này hôm nay không phải ở Vina Hậu đâu. Nhưng mà khi uống gà mê ly. Mê với trẻ ly uống đấy. Đấy. Ông Toàn Sida uống hết rồi anh em. Uống ba chết cha thằng chụp ảnh. Được. Chết thằng chụp ảnh tôi cũng chịu. Tôi có chụp ảnh đéo đâu. Tôi đang quay về lớp.
cho ông toàn sida. Hợp lý. Kênh của ông toàn sida. Xin giới thiệu đây anh em, đây là kênh của anh toàn sida. Hôm nay ông xin chào các cháu của con mẹ anh. Kênh của ông toàn sida. Cho đây vào. Cho đây vào. Hôm nay ông toàn uống một chén rượu gọi là tương đối thôi. Đây là ông Trương HIV. Địt mẹ sắp chết cơ. Ở đây ai không phê anh uống cái này á. Ở đây ai không phê uống đến khi nào cùng phê. Xin lỗi mồm giờ nếu ai xin lỗi mồm. Mẹ cái cảm anh em tôi là tôi xin lỗi mồm. Nhưng mà hôm nay có anh Toàn ở đây thì bọn em phải uống. Đấy Toàn quay uống không. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay là Thái Toàn được vinh dự được em út. Đây đang ấn rồi. Em út mời rượu. Rượu này cái chén rượu này là rượu tính rượu tình. Đấy. Tuy rằng là em ấy, và với cái danh cao thủ thì em hơi gà, nhưng vai kim cương em còn tạng tạng. Nhưng mà em mới mời Thái Toàn thì ok. Thái Toàn xin nhận. Thái Toàn xin các anh em uống với em là nó bắt chết. Người ta gọi là gì nhỉ? À, quả tạ của Clan Hà Nam. Ok. Nhưng mà quăng chài với hai bên cạnh bên cậu này là ủng hộ tí. Tức là chạm nhau tí. Ủng hộ. À tức là qua mặt đấy. Là phải cạch tí đúng rồi. Dù ít dù nhiều cũng là rượu tính rượu tình đúng không? Nhanh. Nhưng mà khả năng khi anh thắng cuối cùng thì đây là bộ ba tạ vàng. Nếu mà xét ở trong cũng được ngoài là đây là bộ ba tạ vàng. Ba phải trao cho bạn này cái mấy quả xích xích vàng quả tạ. Bộ ba quả tạ anh quả cá. Đúng. Thì ở đây là có bộ ba rồi. Thắng có trong quả lan đéo đâu. Thắng cho quả lan à? Không vào rồi. Vào thì có lặng nữa, lặng thêm tí. Của em. Bộ ba mẹ là. Trời, cái điệu uống rượu của em thật là tuyệt vời. Lồng. Vỗ tay. Cảm ơn anh chủ cái ấy. Mời anh em lại đến lượt thay nhau để mời anh toàn. Xin chào anh em nhá. Lại thằng em khác nhá.